cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Đây cả nhà ơi, bây giờ Kim thèm bánh xèo quá, Kim sẽ đổ bánh xèo hương xưa Việt Nam mình ăn nha. Đây, hôm nay cả nhà Kim đổ bánh xèo mực nha. Kim đổ bánh xèo mực. Đã pha bột rồi, xong hết rồi thì bây giờ Kim sẽ bắt bếp lên nha. Mình sẽ chiên bánh xèo thôi. Bột rất là thơm ngon, rất là dèn luôn. Wow, quá ngon luôn cả nhà ơi. Rồi Kim sẽ cho mực lên. Kim sẽ cho giá vào. Rồi đây chuẩn bị chín rồi nè. Đây Kim được cái đầu tiên nè cả nhà. Wow, quá ngon luôn. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Kim là cực kỳ mê bánh xèo và bánh khọt luôn cả nhà. Cứ đi đâu mà không cần ai mời Kim cái gì hết, chỉ cần mời bánh khọt bánh xèo là Kim mê dữ lắm luôn. Đây Kim chuẩn bị ra lò cái thứ hai. Hôm nay cái nhà bên đây á là âm 3 độ ở cái nhà. Trời ơi lạnh quá lạnh luôn, Kim trong nhà mà Kim phải mặc áo gì nè. Quá xá lạnh rồi. Rồi đây, Kim ra lò cái thứ hai nha. Kim ra cái thứ ba. Nãy á là Kim đổ 3 cái, Kim cho ông bà nội kế bên nhà của Kim 3 cái. Xong rồi bây giờ Kim sẽ đổ 2 cái cho mình ăn nha. Đó, bây giờ là Kim đổ cho Kim nha. Kim đổ một cái này đặc biệt luôn nha cả nhà. Đây, xong cái đặc biệt, cái thứ hai của Kim rồi đây nè. Đó. Rồi. Kim mời cả nhà mình ăn bánh xèo cùng Kim. Mời cả nhà ăn bánh xèo cùng Kim nha. Nhà Kim làm xong rồi nè, bây giờ Kim sẽ cuốn nha. Mời cả nhà mình ăn. Hôm nay cả nhà rau ở Hàn Quốc mắc quá, cả nhà Kim không có thể nào mà Kim mua được hết trơn á. Cho nên thành ra là Kim sẽ ăn với lại cải salad thôi. Hôm nay vào mùa đông rồi rau trời ơi nó mắc còn hơn là dèm 18 ở Việt Nam nữa nha cả nhà. Ai à, Kim mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn. Wow, nước mắm nha cả nhà ơi. Quá sao ngon luôn. Cái phẩm giá ở Hàn Quốc ở nhà nó dài quá chị, dài luôn. Cuốn thứ hai nha. Quá ngon, ngon quá. Quá ngon.
Ngon quá cả nhà ơi, Kim ăn một miếng rau với lại bánh xèo thôi nha. Chứ Kim không có ăn bánh tráng. Kim rất là thích ăn rau. Đây, Kim mời cả nhà một cuốn nữa nha, quả nó sáng ngon rồi cả nhà ơi. Ngon quá. Kim rất là hảo bánh xèo luôn cả nhà. Nếu mà cho Kim mà ăn bánh xèo mà cứ mỗi ngày mà cho hai cái cũng được nữa. Mà cả nhà. Ngon quá. Tự nhiên ăn bánh xèo mực nhớ Vũng Tàu quá nhà ơi. Cái cọng giá ở Hàn Quốc ở cả nhà nó dài kinh khủng luôn. Ngon quá. À, Kim ăn xong rồi nè, một cuốn cuối cùng. Kim ăn rau với lại bánh xèo thôi chứ Kim không có ăn bánh chén nữa. Hey, cả nhà ơi, Kim ăn xong rồi nè cả nhà. Ăn hết hai cái rồi, quá thắng ngon. Kim ăn xong rồi thì bây giờ mình ăn chén miệng da u nha. Hôm nay á cả nhà, Kim ăn da u là bột su ma, là cái chí đào á cả nhà. Kim mới mua luôn. Wow, rất là ngon. Trời ơi. Đó. Trời ơi, cái này nó lỏng rồi, nó không có dính. Ngon quá. Ngon quá cả nhà ơi. Wow. Nó có mấy cái mứt của cái chế đào nữa nè cả nhà. Rất là ngon. Rất là thơm. Cũng rất là khá nhiều. Rất là nhiều topping. Ngon quá.
Kim chúc cả nhà mình buổi tối ngủ ngon nha, và hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo. Bye bye.